Hello, mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mà mình có đi thăm số lưới gắn nè. Đáng ra cũng không có nó nhại, tại vì mọi người ơi, tại vì ba cái mưa gió nè, này, sáng hồi đêm hôm còn nhắn còn mưa nè cả nhà, mọi người, thấy không? Giờ đi thăm, ủa, tài lưới đó đâu tiêu rồi. Trời ơi. Này nha, đáng ra cái tay lưới này đi nắm từ đây nè nha, nắm từ cái mấy cây này nè, cái bên này nè, đó, mấy cây này nè, nó dài đây nè cái nha, dài này là cái đường này nè, cái đường mình dọn nè, được hởm nè, này mình dính được em hố hèo nè, trời trời, dính được em hố hành cái nha ơi, cuốn lưới này trời. Quay em vậy là em mà cả nhà ơi. Trời mà chưa vô mình tính chưa có ấy nữa, ai về đâu rồi. Mình tính cũng không có dính nha cả nhà, tính quay thí đại có không có thôi. Cô lấy một em cuốn thứ đi về luôn, cuốn từ lưới đi về luôn cả nhà ơi. Thử coi con này có không nha, chơi chơi mình thấy mình ấm niềm hạnh phúc rồi đó, một con là đủ tiền rồi đó. Cái này là mình cũng bất ngờ thiệt chứ, mình hổm về mình thăm hổm về là như là cũng cả chục ngày đó cả nhà, cả chục ngày đó có dính gì đâu, không dính chứ không, tự nhiên bữa nay dính hồ hành ngang em. Hồ hành này to nha cả nhà, nhớ cái khu rừng này nhớ không cả nhà, đây là dính em hai em dạ nè, một em nước. Bây giờ đẩy em hoa hành nữa nè, quá đã phê đó, này bao phê đó. Mình nãy mình có thăm mấy tay cặp đường không có nha, nên vô đây sẵn có mình quay mình chia sẻ cho cả nhà xem nữa. Kế bên đây mình có một cái này cả nhà, ôi lộn, kế bên đây mình có một tay nè, để mình qua coi thử. Cái bên này này, ủa người gà bư sập cái gì vậy, gà bư sập nó vậy. Ê không phải gà bư nha nha, ê anh nằm tiệt màu quá mình không thấy luôn á nha, điện đỡ đó đi, đây này cái nè, nằm tiệt màu mình không thấy luôn nè, hổ vệ anh cũng nhỏ nha, hổ vệ anh nhỏ chúng bự thì ăn được. Nắng quá nè, nhà em này cũng nhỏ ha, giờ mình gỡ ra nha, nha. Giờ mình không có đem chân quay cái này, mình tính đi thăm các cũng có rồi, cũng không có cần thiết gì mấy nữa. Này, để mình kẹp giò mình bắt nha, không có nhà thông cảm nha. Cái nhà có thấy thấy dấu chân này kia, cái nhà cũng cái mấy chân của nhà thông cảm nha, mình cũng không có đem cái dao cắt hay ấy cắt hết trơn cái nhà, chơi gỡ tay luôn á. Có gì sơ sức mong có nhà thông cảm nha. Heo này đủ ăn rồi, thôi giờ để mình tạm ngưng cái nha, mình tạm ngưng rồi mình đi gỡ ra xong rồi mình sẽ quay chỗ nhà xem, để hồ nó sẽ mất thời gian lắm cả nhà, nó mất thời gian rồi cả nhà xem cũng không có hay nữa. Gỡ ra xong rồi cả nhà ơi, em xem táp mấy cái nè, em này cũng nhỏ chứ không có bự, cũng hơi trầm trọng hơn nè,
Nó về. Bữa nay sẽ tự nhiên được chín dính của Lý quá nhỉ. Hai em nè. Đây, để mình xin tạm ngưng cả nhà. Xin tạm ngưng mình xử lý rồi mình tổng kết hết cho cả nhà. Và mình tổng kết cho chuyến thăm hôm nay là được hai em cả nhà. Một em hữu hành và một em hữu dạn nha, trẻ nhỏ nha. Rồi mình cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã cùng theo chân tôi đen để mà đi thăm những cái tay đứa cắn nha. Hôm nay được hai em thì cũng mừng rồi cả nhà ơi. Có đó hay không rồi thì cũng được một bữa ăn thịnh soạn rồi cả nhà ơi. Quay em hữu hành này mình đón tầm chắc cỡ 6 lạng cả nhà, 600 gram á. Còn em hữu dạ này chắc cũng cỡ 600 gram mà chứ không có to gì mấy, cũng 600 gram mà. Rồi cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị nha, nó bỏ chút thời gian theo chân lại nha. Thì còn em hữu hành này thì mình để mình về nhà mình chúng đầu gỡ nữa nha. Em hữu hành này ổng quấn cứ ngắt ở trong cái tay lưới, ổng cuốn quá cuốn rồi mình không có thể gỡ nổi. Rồi em hữu dạ này em không mấy gì mấy mình coi gỡ được. Rồi giờ để mình về nha, người xem có thấy hay nhé, nhớ like đăng ký ủng hộ cho tôi đây nha. Rồi bye, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha.